Cô chào các con, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề 16, vẽ khu vườn. Nội dung bài học hôm nay gồm có: thứ nhất đó là tìm hiểu các công cụ vẽ, nội dung thứ hai đó là tìm hiểu các bước vẽ khu vườn, và nội dung thứ ba đó là thực hành. Nào, bây giờ cô và các con sẽ bước vào nội dung đầu tiên, đó là tìm hiểu các công cụ vẽ khu vườn. Bây giờ các con hãy quan sát khu vườn và cho cô biết để vẽ khu vườn thì các con sẽ vẽ mẫu nào trước và mẫu nào sau. Và đây là hình minh họa về vẽ khu vườn, gồm có mây, có ngôi nhà, có cây ăn quả, có bãi cỏ, có hàng rào. Các con cùng suy nghĩ và cho cô biết để vẽ được khu vườn này thì chúng ta sẽ thực hiện vẽ mẫu nào trước. Để vẽ khu vườn thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà, tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cây ăn quả, vẽ mây, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ bãi cỏ, và cuối cùng là chúng ta sẽ vẽ hàng rào. Bây giờ cô và các con cùng bước vào nội dung thứ hai, là tìm hiểu các bước vẽ khu vườn. Yêu cầu như sau: các hình dưới đây thể hiện các bước vẽ mẫu, em hãy sắp xếp theo thứ tự bằng cách ghi số và ô tròn. Cô có 8 hình, các con sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 8 để hoàn thành các bước vẽ khu vườn. Cô cho các con thời gian là 10 giây. 10 giây, bắt đầu. Hết thời gian rồi. Bây giờ các con hãy quan sát xem mình đã làm đúng chưa nhé. Bước số 1 là chúng ta sẽ thực hiện vẽ ngôi nhà. Bước số 2 là vẽ thêm cây ăn quả. Bước thứ 3 là chúng ta sẽ vẽ mây. Và bước thứ 4 là chúng ta sẽ thực hiện xóa các chi tiết thừa và tô màu cho đám mây. Bước số 5 là chúng ta sẽ thực hiện vẽ bãi cỏ bằng công cụ vẽ nét cong. Bước số 6 là chúng ta sẽ thực hiện di chuyển ngôi nhà vào vị trí thích hợp. Bước số 7 là chúng ta sẽ vẽ hàng rào bằng công cụ vẽ hình chữ nhật và công cụ tam giác. Bước số 8 là chúng ta sẽ thực hiện sao chép cây ăn quả, di chuyển vào các cái vị trí phù hợp và hoàn thành bức tranh. Ta sang nội dung tiếp theo, đó là thực hành vẽ khu vườn. Yêu cầu như sau: em lần lượt thực hành các bước vẽ sau để hoàn thành hình khu vườn. Ở đây là có hình khu vườn. Để vẽ được khu vườn này thì chúng ta sẽ thực hành theo các bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà và cây ăn quả. Bước thứ hai là chúng ta sẽ di chuyển mẫu vẽ xuống góc bên dưới bức tranh. Bước số 3 là chúng ta sẽ vẽ cùng mây bằng công cụ oval, đồng thời xóa các chi tiết thừa và tô màu. Bước thứ 4 là chúng ta sẽ vẽ bãi cỏ bằng công cụ nét cong. Bước số 5 là chúng ta sẽ di chuyển ngôi nhà vào vị trí phù hợp. Bước số 6 là chúng ta sẽ vẽ hàng rào bằng công cụ hình chữ nhật và tam giác, đồng thời tô màu, sao chép và nối dài. Bước số 7 là chúng ta sẽ sao chép cây ăn quả và chuyển vào các vị trí phù hợp. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ tô màu hoàn chỉnh cho khu vườn. Bây giờ cô sẽ thực hiện trên máy tính. Cô mời các con cùng quan sát. Bước số 1, cô sẽ thực hiện vẽ ngôi nhà như cô đã hướng dẫn ở bài học trước. Vẽ xong ngôi nhà thì cô sẽ thực hiện tròn công cụ hình chữ nhật để thực hiện thu nhỏ ngôi nhà lại. Cô sẽ thu nhỏ ngôi nhà lại ha. Tiếp theo, để vẽ cây ăn quả thì cô sẽ sử dụng
Con cụ hình đa giác. Sau đó cô sẽ thực hiện là tô màu. Để vẽ tán cây thì cô sẽ sử dụng công cụ hình oval. Cô sẽ chọn là màu xanh lá cây. Cô sẽ vẽ các cái hình oval chồng lên nhau. Bây giờ sau khi vẽ xong thì cô sẽ thực hiện tô màu. Tiếp theo thì cô sẽ chọn công cụ hình chữ nhật để sao chép thân cây ráp vào tán lá. Bây giờ cô sẽ chọn công cụ oval và chọn màu đỏ để vẽ các cái quả ha. Và cô sẽ thực hiện tô màu và sao chép. Xong thì các con sẽ chọn công cụ hình chữ nhật để bao quanh cây này và thực hiện thu nhỏ cây lại. Tiếp theo, cô sẽ chọn công cụ oval để vẽ các cái mây. Cô sẽ chọn là màu xanh. Sau khi vẽ xong thì cô sẽ sử dụng công cụ cục tẩy để xóa các chi tiết thừa. Để phóng to cục tẩy thì các con sẽ bấm phím Ctrl trên bàn phím, đồng thời các con bấm dấu cộng. Bây giờ tô màu xong, cô sẽ thực hiện di chuyển ngôi nhà vào vị trí. Tiếp theo thì cô sẽ sử dụng công cụ nét vẽ cong để thực hiện vẽ máy cỏ. Để uốn cong thì cô sẽ rê chuột vào vị trí và kéo chuột để chỉnh độ cong. Bây giờ cô sẽ di chuyển ngôi nhà vào vị trí phù hợp. Tiếp theo thì cô cũng sẽ thực hiện chọn công cụ hình chữ nhật để sao chép các cái cây ăn quả vào vị trí phù hợp. Cô cũng nhấn đồng thời là cô nhấn phím Ctrl và thực hiện sao chép cây thứ nhất, cây thứ hai và các cây còn lại ha. Cô di chuyển đến vị trí này. Rồi cô sao chép đến đây ha. Rồi. Sau khi cô di chuyển các cây ăn quả đến vị trí phù hợp, cô tiếp tục sử dụng công cụ hình hình gì? Tiếp tục cô sẽ sử dụng công cụ đó là hình chữ nhật và hình tam giác để vẽ hàng rào. Cô sử dụng công cụ hình chữ nhật và cô chọn màu và cô thực hiện vẽ.
Tiếp theo thì cô sẽ chọn công cụ hình chữ nhật và vẽ một cái hình chữ nhật nhỏ. Và vẽ xong thì cô sẽ tô màu. Để vẽ tiếp các cái hàng rào nối tiếp nhau thì cô sẽ thực hiện thao tác là sao chép ha. Rồi bây giờ cô tô màu xong, cô sẽ thực hiện là sao chép. Cô chọn công cụ hình chữ nhật và cô bao quanh cái hàng rào đầu tiên, cô sao chép ra. Rồi bây giờ cô sẽ thực hiện thu nhỏ hàng rào lại và di chuyển đến cái vị trí thích hợp ha. Bây giờ cô thu nhỏ. Rồi tiếp tục cô di chuyển. Cô đắp lại với nhau. Rồi cô ở phía ở hàng rào phía bên trái này thì bây giờ cô sẽ phải thực hiện một thao tác đó là lật hình. Cô vào rotate, cô chọn flip position. Bây giờ cô sẽ sao chép các cái hàng rào còn lại ha. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện là tô màu. Cô tô màu cho bãi cỏ. Như vậy thì cô vừa hướng dẫn các con cách thực hiện các bước để vẽ khu vườn. Qua bài học hôm nay thì các con xem lại cho cô các thao tác vẽ khu vườn và thực hành theo cái sự sáng tạo của các con. Đồng thời các con xem và đọc trước chủ đề 17 vẽ chợ Bến Thành ở sách giáo khoa trang 66. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các con.